Cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ cửa hàng thôn 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0932871994. Hôm nay cửa hàng em giới thiệu cho tất cả khách hàng một mẫu cưa xích Shinway 355. Một con cưa xích Shinway của Nhật Bản, hàng hệ dành cho anh em khai thác tầm trung. Hàng này dành cho anh em miền Tây rất là ưa chuộng luôn. Và đặc biệt con này là một siêu phẩm, hàng tuyển chọn bên em. Đó. Để biết thêm thông tin chi tiết thì mọi người xem video. Tất cả như trong video quảng cáo nhé. Mọi người xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh. Đó, nhớ like video ủng hộ cả anh em nhé. Con máy này zin từng con ốc, chỉ thay một cái ống xăng. Đây, cái ống xăng này là bên em đã thay này. Đó. Thì hàng bãi về cái ống xăng ngâm vào xăng lâu là nó mục. Đó. Nên là bên em phải thay ống xăng khác. Còn tất cả mọi chi tiết theo máy, không like một vấn đề gì, một món đồ gì hết cả. Làm zin theo máy, làm latin, làm thép, làm xin uôi. Làm 40 thôi nha, làm con này có 40. Xích sử dụng là xích 25 nhá. Làm 40 phần cắt còn 35. Hàm rồng bấm cây, mặt lốc sơn mà. Zin đẹp đẹp, không có sơn lại, không có like món đồ nào. Đó. Như video bên em quảng cáo. Đó. Rất là đẹp luôn nhá. Con này là bên em mua một con một thôi, hàng đẹp. Ai ốc sẽ là 355, hàng này hàng hệ 350, 355 thì anh em biết rồi. Bao phê luôn, hàng này khai thác thì khỏi suy nghĩ nhé. Quên gì, công tắc đã mở bên hông rồi nhé. Số seri của máy 500-6326. Rất là đẹp luôn. Lam này là lam chuột chứ không phải lam thường nhé. Màu sơn rất đẹp. Nhà ốc chỉnh anti này, ốc chỉnh xăng gió này. Loại này khai thác thì khỏi suy nghĩ luôn, nổ rất là bốc nhé, rất là êm luôn. Anh em nào có nhu cầu mua máy về khai thác mà máy ngon thì làm con này về dùng. Đó. Giá thì bên nó bán con này là 4.500.000 đồng nhé. Cứ khách hàng nào mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994. Bên em có ship hàng toàn quốc nhé. Khách hàng mua hàng thì đặt cọc và cho địa chỉ về hàng nhé.